chương 1700, cuối cùng cũng tìm được nơi đó. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Sau khi gọi vào dãy số kia, Lục Đình kêu nói thẳng với đầu dây bên đó, xem email, trong vòng 10 giây trả lời lại cho tôi. Nói xong mấy chữ này, Lục Đình Kiêu dập điện thoại và lặng lặng ngồi đó. Từng giây từng giây lại qua đi, đường lãng vừa thầm đếm ngược 10 giây thì tinh một tiếng, điện thoại Lục Đình Kiêu sáng lên. Anh mở email ra lướt xem, sau đó lập tức nói với phi công, quay lại, thông báo cho tất cả mọi người, ở nước ép, 31 kinh độ Đông, vĩ độ Bắc. Đường lãng thấy Lục Đình Kiêu đột nhiên thông báo địa chỉ, còn là tọa độ chính xác, không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Suốt cuộc Lục Đình Kiêu đã gọi điện cho ai mà trong vòng 10 giây có thể tra ra được vị trí đó. 10 giây còn không đủ để xem hết cái video đó nữa. Trừ khi chỉ cần nhìn lập tức biết đây là đâu, sau đó gửi thẳng tới email của Lục Đình Kiêu. Nghĩ đến đây. Đường Lãng lại nhớ lại dãy số ban nãy Lục Đình Kiêu gọi, sau đó ngẩn ra. Anh nhớ ra rồi, đó, đó chẳng phải là một trong những số điện thoại cá nhân của Sa Tăng sao? Không ngờ Lục Đình Kiêu lại gọi điện cho anh ta, khiến anh kinh ngạc hơn là Sa Tăng còn gửi địa chỉ tới nữa chứ. Không phải là bị người bên đó bắt sao? Đường Lãng lộ ra thần sắc nghiêm trọng, "Sa Tăng, ý tôi nói là Vân Thâm, lời của anh ta cũng có thể tin sao? Tiểu sư muội và tiểu bảo thật sự đang ở chỗ mà anh ta nói?" Lục đình kiêu, sẽ ở đó. Cuối cùng, máy bay nhanh chóng bay vào địa phận nước ép. May mà nước ép tiếp giáp với Trung Quốc, cách thủ đô cũng rất gần. Quả nhiên đối phương không đi xa, họ nhanh chóng trông thấy kiến trúc quen thuộc kia, từ xa nhìn xuống, mơ hồ có thể thấy được kiến trúc cực giống trong đoạn video, chính là nơi này rồi. Không ngờ Sa Tăng lại gửi đúng địa chỉ thật, sau khi đến nơi phụ cận, họ không hề chậm trễ lập tức xuống máy bay. Nhưng, không ngờ vừa xuống máy bay đang chuẩn bị tìm người thì đã bị một đám người bao vây đường lãng trông thấy vũ khí đáng sợ cùng ký hiệu quen thuộc trên người đối phương lúc này mới bừng tỉnh không ngờ vào đây rồi mà họ cũng bị khống chế vì anh đã ra khỏi tổ chức từ lâu nên hoàn toàn không biết nơi này hơn nữa nơi này cũng có vẻ như là lá bài tẩy của đối phương nếu không phải là vân thâm phỏng chừng không ai có thể biết chỗ này được mắt thấy ninh tịch và tiểu bảo đang ở tòa kiến trúc phía sau nhưng họ lại bị một đám người chặn lại lục đình kiêu trên đường vẫn luôn giữ bình tĩnh cuối cùng cũng bùng phát khủng bố đến dọa người dù bọn họ đang ở thế thượng phong nhưng để xử lý xong lũ này cũng vẫn tốn không ít thời gian đúng lúc này một chiếc trực thăng màu bạc từ trên trời đáp xuống lúc máy bay còn chưa hạ cánh đã có một người nhảy từ trên đó xuống người đàn ông tóc bạc tùy ý bay lượn dưới cánh quạt cuồn cuộn trông hung ác không kém phần lục đình kiêu khoảng khắc anh ta xuất hiện những kẻ đang ngăn chặn lục đình kiêu đều lộ ra thần sắc sợ hãi cùng kính nể một tên cầm đầu trong đó tức tốc tiến tới, mặt mày tái mét nói. Sa tăng, chúng tôi nhận lệnh của chú Kiều ở đây để bảo vệ ở đây, cút, tên cầm đầu còn chưa nói hết đã nhận phải ánh mắt lạnh thấu xương của đối phương, trong phút chốc gã chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, không dám nói nhiều nữa mà lui lại phía sau nhường đường. Những kẻ phía sau cũng lui xuống như nước thủy triều để nhường hẳn một con đường ra. Trường 1701, chỉ sợ người đã. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Người đâu, tên cầm đầu run rẩy, chú Kiều cho người thẳng tay xử lý bọn họ. Chỉ sợ bây giờ đã, còn chưa nói dứt, gã đã bị đạp cho một cước hôn mê bất tỉnh, lục đình kiêu, vân thâm và đường lãng thì biến sắc mặt cấp tốc chạy vào trong. Vừa bước vào bãi kiến trúc hoang phế, vân thâm vốn đang dẫn đầu nhưng không nghĩ tới điều gì mà đột nhiên dừng chân lại, ngón tay khẽ run run rồi siết chặt thành nắm đấm lục đình kiêu thì vẫn không dừng bước nhanh chóng vượt qua vân thâm rồi tiếp tục tiến lên phía trước đi rất xa rồi mà vân thâm vẫn đứng đó không nhúc nhích đường lãng như có chút suy nghĩ quay đầu lại nhìn người đàn ông phía sau mình mơ hồ nhận thấy trong đôi mắt luôn hờ hứng kia lại như thể đang lóe lên chút cảm xúc lo sợ luống cuống dù chỉ là trong chớp mắt anh ta đang sợ sao sợ rằng lát nữa có thể sẽ trông thấy thi thể của tiểu sư muội sao lúc vân thâm gửi địa chỉ cho lục đình kiêu đường lãng đã rất kinh ngạc rồi nhưng đến tận lúc này mới nhận ra chẳng lẽ từ đầu chí cuối vân thâm không hề biết chuyện tiểu bảo và ninh tịch bị bắt cóc tuy cũng không loại trừ khả năng kiều dịch làm những chuyện này sau lưng anh ta nhưng sao lục đình kiêu lại biết chắc như thế đồng thời còn cũng chắc rằng vân thâm sẽ giúp bọn họ anh biết người này đã lâu như thế mà cũng không dám nói là hoàn toàn hiểu hết tính tình người này hay biết chắc anh ta sẽ làm gì sẽ không làm gì cuối cùng cũng đã tới khu đổ nát trong video không khí ngập mùi thuốc nổ sen lẫn mùi máu tươi tanh nồng vừa đặt chân tới nơi cả đám người đều ngẩn cả ra khu đổ nát yên tĩnh ngoại trừ tiếng gió rít gào ra thì chẳng hề có lấy chút âm thanh dư thừa gì nữa điều quái lạ hơn nữa là dọc đường bọn họ còn thấy một vài thủ vệ của đoàn lính đánh thuê đang nằm ngổn ngang dưới đất đường lãng tiến lên kiểm tra một chút sau đó lập tức sợ hãi những người này đều đã chết bởi vì trên người bọn họ không hề có bất kỳ vết thương hay vết máu gì nên anh ta vẫn tưởng chỉ hôn mê, đến gần kiểm tra mới biết bọn họ đã không còn thở nữa. Không chỉ có vậy, những người này đều là bị nội thương nghiêm trọng, lục phủ ngũ tảng vỡ nát nên mới mất mạng ngay tại chỗ. Lúc này, lục đình kiêu đã khẩn cấp bước tới đống tường đổ nát. Bên cạnh đống đổ nát kia cũng chỉ có hai cái xác của lính đánh thuê, súng rơi trên mặt đất, cạnh đó còn có bãi máu đỏ sậm chưa khô. Chuyện này là sao? Đường lãng cảnh giác nhìn bốn phía. Lúc này, Vân Thâm cũng đã theo tới, ánh mắt lập tức nhìn chằm chằm vết máu trên đá vụn kia, sau đó lại liếc tới thi thể mấy tên lính, sắc mặt âm trầm đưa mắt ra hiệu cho thủ hạ, liền lập tức có người dẫn tên cầm đầu lúc nãy kia qua. "Người đâu?" Sắc mặt Vân Thâm u ám hỏi. Tên cầm đầu nhìn những thi thể có vẻ như đã chết đang nằm la liệt dưới đất cũng kinh ngạc không thôi, vừa rồi vẫn còn ở đây mà. Sao lại như vậy được? Chú Kiều còn cố ý bàn giao cho họ sau khi xử lý xong thi thể thì tên cầm đầu len lén nhìn Lục Đình Kiêu một cái, thì đưa thi thể đến nhà họ Lục, có người từng vào đây không? Lục Đình Kiêu hỏi, tên cầm đầu chỉ nhìn Lục Đình Kiêu một cái, không có trả lời lại, gã cảm thấy không thể trả lời đối thủ một mất một còn trước mặt lão đại được, kết quả lại bị lão đại nhà mình đạp cho một cái, hỏi mày đó. Ngoại trừ bọn tao ra còn có ai khác vào nữa không? Tên cầm đầu vội vàng trả lời, không, trừ mọi người ra thì không còn ai vào nữa, cũng không có ai ra ngoài hết, mấy chục dặm quanh chỗ này đều có người của chúng ta trông coi, nếu có ai ra vào thì chắc chắn là tôi sẽ biết. chương 1702, không rõ tung tích. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Bốn phía đều có người canh chừng thế mà lại không ai phát hiện ra có người đã từng vào đây hay ra ngoài sao. Nghe nói như thế, sắc mặt ba người lục đình kiêu, vân thâm và đường lãng đều khẽ thay đổi. Từ dấu vết ở hiện trường và cái chết giống nhau của toàn bộ lính đánh thuê ở đây, xem ra đối phương chỉ có một người người này không những tránh né được lính canh lại còn giết hết đám lính này mà không để ai phát hiện ra đường lãng cao chặt lông mày đưa ra ý kiến rất có thể tiểu sư muội và tiểu bảo đã bị hắn mang đi nhưng đối phương rốt cuộc là thù hay bạn tại sao lại muốn đưa họ đi trong ấn tượng của tôi cũng không có ai như vậy vân thâm trầm ngâm sắc mặt đường lãng cũng khá là nặng nề vì thế tôi mới thấy lạ người này làm sao mà lại có thể làm được ngay cả tôi và đường dạ liên thủ lại cũng không thể ở trong tình huống canh phòng nghiêm ngặt như này mà dẫn người rời đi lại còn không kinh động đến ai như thế này được đám lính này mới chết chưa bao lâu đối phương chắc chắn vẫn còn ở trong địa phận nước ép mau chia nhau ra tìm lục soát kỹ lưỡng lục đình kêu lập tức lệnh cho đám thủ hạ anh mang tới triệu tập tất cả mọi người lục soát hết cả trong lẫn ngoài thành phố này cho tôi vân thâm cũng trầm mặt hạ lệnh Giấy thông hành, Lục Đình Kiêu lạnh giọng nói với người đàn ông tóc trắng trước mặt. Nếu như không có giấy thông hành, trong quá trình bọn họ tìm kiếm mà gặp phải người của Vân Thâm thì chắc chắn hai bên lại đánh nhau, làm trễ thời gian. Vân Thâm liếc tên cầm đầu, đưa giấy thông hành cho họ. Tên cầm đầu không dám dị nghị gì, vội vàng phát giấy thông hành cho những người Lục Đình Kiêu dẫn tới. Lúc này, gã cũng sắp không hiểu gì nữa rồi, không phải là hai bên đối đầu nhau à? Tại sao Lục Đình Kiêu nói gì lão đại lại nghe nấy vậy? đừng nói là tên cầm đầu, ngay cả đường lãng khi thấy cảnh lạ lùng như thế cũng không nhịn được mà nhướng nhướng mày. Sau khi lấy giấy thông hành, Lục Đình Kiêu không chậm chế nữa mà nhanh chóng dẫn người đi tìm kiếm. Lực lượng hai bên nhanh chóng tràn ra từng ngóc ngách của thành phố. Trung Quốc, Lục Trạch, lúc này, Lục Sùng Sơn đang yếu ớt nằm trên giường trong phòng ngủ, tay đang cầm ống truyền nước. Hình võ vội vàng đẩy cửa bước vào, lão ra, có phải là phía Đình Kiêu có tin gì không? Lục Sùng Sơn xoay người ngồi dậy. Lão ra, bác sĩ nói ngài vẫn chưa thể dậy được. Hình võ vội tới đỡ ông ta, đừng nói nhiều nữa, nhanh nói xem tình hình sao rồi. Lục đình kêu hối thúc, sắc mặt hình võ không được dễ nhìn lắm và cũng đầy do dự, dường như không biết nên mở miệng ra sao. Lục sùng sơn thấy vẻ mặt của hình võ thì chỉ thấy rét lạnh, cả người run lẩy bẩy có phải. Có phải đã, hình võ thấy lục sùng sơn hiểu lầm liền vội giải thích, không phải, có vẻ như tiểu thiếu gia và tịch tiểu thư mất tích mất, mất tích, sao lại mất tích? vẻ mặt lục sùng sơn tràn đầy kinh ngạc. tôi cũng không rõ lắm. tin bên kia truyền về là như vậy, nói là thiếu gia đã tìm được nơi tiểu thiếu gia và tịch tiểu thư bị bắt cóc. nhưng lúc đuổi đến nơi lại không thấy tiểu thiếu gia và tịch tiểu thư đâu. bây giờ đang tìm người ở nước ép. hình võ nói xong liền an ủi. thật ra thì không tìm thấy người cũng coi như là tin tốt rồi. chỉ ít, chỉ ít là có khả năng bọn họ vẫn còn sống. xin lão gia đừng lo lắng nếu ngài mà xảy ra chuyện gì thì thiếu ra lại phải phân tâm. Tiểu bảo đâu, tiểu bảo đâu, tiểu bảo có về không? Có phải tiểu bảo đã được cứu về rồi không? Hả, hình võ và lục sùng sơn đang nói chuyện thì nhan như ý vừa hôn mê tỉnh lại đẩy cửa bước vào truy hỏi. chương 1703, tiểu bảo của tôi chết rồi. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com Hình võ nhìn thấy người tới liền lập tức đau đầu, xong rồi. Lão phu nhân, hình võ, sùng sơn, tiểu bảo đâu, tiểu bảo đâu rồi, có phải mọi người chuộc tiểu bảo về rồi không? Nhan như ý tóm lấy tay hình võ, nhìn lục sùng sơn vẫn nằm trên giường thì vẻ mặt vô cùng hoàng sợ, có phải tiểu bảo xảy ra chuyện gì rồi không? Cậu nói cho tôi biết, có phải tiểu bảo xảy ra chuyện gì rồi không? Nếu không thì sao lục sùng sơn lại phát bệnh được? Vẻ mặt lục sùng sơn tràn đầy mệt mỏi mở miệng trấn an, như ý, bà bính tĩnh lại chút. Không sao, tiểu bảo không xảy ra chuyện gì, đình kiêu đã đi cứu người rồi nói xong lại hơi đưa mắt cho hình võ ở bên cạnh hình võ nhận được ánh mắt nhắc nhở của lục sùng sơn thì liền vội vàng nói theo lão ra nói thật đấy ạ à. lão phu nhân thiếu gia đã đi chuộc người rồi sẽ nhanh dẫn được người về thôi thật sao vẻ mặt nhan như ý lúc này hòa hoãn lại đưa tay ra che ngực vậy sao sao tôi vẫn không an tâm nổi lần trước tiểu bảo bị bắt cóc tôi cũng bất an thế này đình kiêu có thể cứu tiểu bảo thật sao tiểu bảo sẽ không có chuyện gì chứ chắc chắn là không ạ à. đối phương đã đưa ra điều kiện trao đổi chỉ cần chúng ta thỏa mãn được yêu cầu của họ thì chắc chắn tiểu thiếu gia sẽ không có việc gì xin lão phu nhân kiên nhẫn chờ đợi là được ngài còn không tin thiếu gia sao giọng điệu của hình võ chắc nịch được rồi được rồi tôi đi tụng kinh tôi đi cầu xin phật tổ phù hộ cho tiểu bảo nhà chúng ta còn cả con bé kia nữa nhan như ý gật đầu hồn bay phách lạc rời khỏi phòng lúc này hình võ và lục sùng sơn mới thở phào nhẹ nhõm sau khi nhan như ý đi lục sùng sơn cầm điện thoại mở đoạn video kia ra muốn xem xem có thể tìm được manh mối gì bỏ sót không chỉ tiếc là vẫn không có thu hoạch gì một lát sau nhan như ý lại gõ cửa bước vào trên tay bê chén trà sâm sùng sơn ông uống chút trà sâm đi lục sùng sơn vội vàng buông điện thoại xuống ừ bà đừng đi đi lại lại nữa mau đi nghỉ đi tôi không sao tôi không ngồi yên nổi vẻ mặt nhan như ý vẫn tràn đầy kinh hoàng sùng sơn ông còn nhớ không huyền tịnh đại sư nói con bé kia có phúc phận vô song có thể gặp giữ hóa lành con bé kia cũng đi cùng phúc phận của con bé sẽ bảo vệ cho tiểu bảo của chúng ta nên chắc chắn lần này tiểu bảo của chúng ta cũng sẽ không có chuyện gì đúng không ông bảo không cần tin những thứ này nhưng nhưng đôi khi những chuyện này cũng rất linh lục sùng sơn gật đầu thuận theo bà ừ chắc chắn không sao tôi tin mà tôi tin Chắc hẳn là được động viên nên lúc này Nhan Như Ý mới hơi dễ chịu một chút, bưng chén trà mà Lục Sùng Sơn đã uống xong ra ngoài. Lục Sùng Sơn cũng không để ý lúc Nhan Như Ý mang chén trà đi cũng đã lặng lẽ cầm theo điện thoại của ông. Đến khi Lục Sùng Sơn phát hiện ra không thấy điện thoại đâu thì đã không kịp nữa rồi. Tiếp sau đó, ngoài cửa vang lên tiếng thét chói tai đầy kinh sợ rồi dầm một tiếng. Và không có tiếng gì nữa. Lục Sùng Sơn nhanh chóng rút kim truyền nước rồi lảo đảo chạy ra sau đó liền thấy vợ mình đã hôn mê ngã ra đất mà trong tay vẫn cầm chiếc điện thoại đang phát đoạn video kia nhan như ý rốt cuộc vẫn không tin bọn họ chắc hẳn lúc thấy ông cứ nhìn điện thoại mãi nên lén lấy điện thoại của ông ra xem lão phu nhân lão phu nhân tỉnh lại đi hình võ ra sức ấn huyệt nhân trung của nhan như ý nhan như ý từ từ tỉnh lại ngơ ngác ngồi trên mặt đất lạnh lẽo đôi mắt đen ngòm không chút ánh sáng khiến người ta phải lạnh sống lưng tiểu bảo chết rồi tiểu bảo của tôi chết rồi, có phải không, chương 1704, tao phải giết mày. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Không, không phải đâu phu nhân, chuyện không phải như ngài thấy đâu, mặc dù, nhưng cũng không chắc là, chết rồi, hình võ không biết nên nói ra sao. Ai cũng biết gặp chuyện kinh khủng như vậy thì khả năng hai người còn sống là rất nhỏ, nhất là cô gái kia. Tiểu bảo của tôi chết rồi, cháu trai ngoan của tôi, tiểu bảo chết rồi, đôi mắt của nhan như ý trống rỗng lầm bầm câu này liên hồi. Tôi hại, là tôi hại, là tôi hại chết tiểu bảo, tại sao tôi lại muốn ôm tiểu bảo từ chỗ ninh tịch, nếu lúc đó là ninh tịch ôm tiểu bảo, chắc chắn tiểu bảo sẽ không bị cướp, là tôi không ôm chặt tiểu bảo, là tôi khiến tiểu bảo bị cướp mất, là tôi hại tiểu bảo, là tôi giết cháu trai tôi, là tôi, nhan như ý gào khóc đến lạc giọng, không ngừng tự đấm ngực mình. Nghẹn ngào không thở nổi, bà nội hại con rồi, là bà nội hại con tiểu bảo của bà lục sùng sơn ra sức ôm lấy vợ như ý như ý thôi không phải lỗi của bà không phải lỗi của bà nghe chưa là tôi mọi chuyện đều vì tôi mà ra có sai thì cũng là tôi của tôi tôi xin lỗi tôi xin lỗi tôi có lỗi với mọi người có lỗi với tiểu bảo chú gì chuyện gì thế này ngoài cửa truyền đến tiếng của quan tử giao theo sau còn có bố mẹ và anh trai của cô ta nhan như ý vừa thấy quan tử giao thì đôi mắt lập tức tràn đầy oán hận bà đẩy lục sùng sơn ra sau đó lao về phía quan tử giao rồi tát thẳng lên mặt cô ta dùng sức túm lấy tóc cô ta đẩy cô ta ngã xuống đất con ả à độc ác này mày trả tiểu bảo cho tao trả tiểu bảo đây lúc đó ninh tịch đã cứu tiểu bảo ra rồi nó giao tiểu bảo cho mày tại sao mày không lái xe dẫn tiểu bảo đi tại sao mày không cứu tiểu bảo tại sao mày muốn giao cháu tao cho đám côn đồ kia Tại sao lại muốn hại chết tiểu bảo của tao? A, à, không mà, gì? Con không có, lúc đó con sợ quá không phản ứng được, không phải con cố ý. Á, à, gì tin con đi, tao phải giết mày, giết mày. Nhan như ý yêu nhã cao quý đã biến mất, lúc này bà hệt như một người điên, tóm chặt lấy quan tử dao không buông. Mãi đến khi đám người kia giật mình tỉnh táo lại mới vội vàng chạy. Tới khuyên nhủ, khiến khung cảnh lại càng thêm hỗn loạn. Bác sĩ, nhanh đi gọi bác sĩ tới tiêm cho phu nhân một mũi an thần, lục sùng sơn la lên, dày vò mất nửa ngày, cuối cùng nhan như ý cũng bị kéo ra để bác sĩ tiêm thuốc an thần, tình hình cuối cùng mới an tĩnh lại. Gương mặt của quan tử giao lúc này đã sưng đỏ hết lên, đầu tóc thì rối bời, trên người đầy những là vết cào dướm máu, cô ta được mẹ cô ta đỡ dậy, hốt hoảng lên tiếng, xin lỗi. Chú, cháu xin lỗi, thật sự không phải cháu cố ý, tất cả là lỗi của cháu, Lục Sùng Sơn không còn hơi sức đâu mà an ủi quan tử giao chỉ mệt mỏi nói, tiểu bảo xảy ra chuyện nên tinh thần của bà ất khá kích động. Ánh mắt của quan thụy khẽ thay đổi, bước lên hỏi, vừa rồi chị dâu nói tiểu bảo bị hại chết là có ý gì? Chẳng nhẽ tiểu bảo đã, chương 1705, chờ làm thiếu phu nhân. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Chẳng lẽ tiểu bảo đã chết, nghe quan thụy nói như thế, quan tử giao, quan tử hào và vợ ông ta lập tức đồng loạt quay ra nhìn lục sùng sơn sắc mặt lục sùng sơn rất khó coi trả lời lập lờ nước đôi tình hình hiện tại của tiểu bảo còn chưa rõ đình kiêu đã đi tìm người rồi còn chưa rõ vậy là chưa biết sống chết thế nào giữ nhiều lành ít quan thụy khẽ đảo mắt rồi tỏ vẻ đầy đau thương nói chỉ trách tử giao nhà tôi là con gái gan bé lúc đó không giúp gì được sau khi về nó vẫn luôn tự trách mình không cách nào yên lòng nổi nên bây giờ mới qua đây hỏi thăm tình hình thật có lỗi quá quan tử hào cũng lên tiếng an ủi chú lục chuyện của tiểu bảo chúng cháu cũng đều rất buồn xin chú cố giữ sức khỏe toàn bộ lục gia và công ty còn dựa vào chú nếu có gì cần cháu giúp thì chú cứ nói nếu giúp được thì chắc chắn chúng cháu sẽ dốc hết sức mình cảm ơn có điều tạm thời không cần xin lỗi hôm nay không tiện tiếp khách xin mọi người trở về trước đi lục sùng sơn nói mấy câu lấy lệ rồi cho người tiến khách ngoài cổng lớn nhà họ lục sau khi lên xe mẹ quan tử giao lập tức đổi sắc mặt, đau lòng không thôi xem xét vết thương của quan tử giao, chết tiệt. Uổng cho nhan như ý kia xuất thân thiên kim nhà cao cửa rộng. Thế này mà là phu nhân thế ra à, là bà bán cá ngoài chợ thì có, ông xem bà ta đánh tử giao nhà chúng ta ra nông nỗi nào này. Ra tay thật ác, được rồi, cháu trai bảo bối duy nhất của người ta chết rồi, phát điên chút cũng là chuyện thường. Quan Thụy nhàn nhã mở miệng, từ ngữ điệu nghe ra được là tâm tình ông ta rất tốt không phải nói còn chưa rõ à, sao ông biết là chết rồi, vợ ông ta hỏi lại, bà còn không biết tính lục sùng sơn à, chắc chắn sẽ vì bảo vệ công ty mà kéo dài thời gian không cho lục đình kiêu biết, đối phương bị ép như thế chắc phải giết con tin mới hả dạ rồi. Không, thì, bà nghĩ sao mà nhan như ý lại kích động như thế, chắc chắn là xảy ra chuyện rồi, lành ít giữ nhiều. Quan Thụy phân tích, vậy, ninh tịch thì sao, sắc mặt quan tử giao âm trầm sờ sờ gương mặt xương đỏ của mình hỏi. Quan tử hào ở bên cạnh nói, đến tiểu thái tử cũng đã chết rồi, một người dâu ria như cô ta mà còn sống được à. Đương nhiên là chết còn sớm hơn rồi, nhưng thân thủ của cô ta rất tốt, có thể xảy ra chuyện gì bất chắc không? Quan tử giao lo lắng nói, quan tử hào trao mày, em đùa à, con nhỏ kia có giỏi đến mấy thì cũng chỉ có một mình, lại còn là nữ, đối đầu với một băng nhóm như thế thì làm gì được. Em cứ ngồi đợi làm thiếu phu nhân của nhà họ lục đi. Nhưng, chuyện lần này khiến gì có khoảng cách lớn như thế với em vẻ mặt quan tử giao tràn đầy sầu lo mẹ quan tử giao thì lại không chút lo lắng gì mà nói con bé ngốc này bây giờ bà ta cũng chỉ nhất thời đau lòng vì mất cháu thôi chờ con sinh cho bà ta một đứa thì bà ta vẫn còn không thích được à có khi còn nâng niu con như bảo bối ấy chứ mẫu bằng tử quý thế thôi vì thế mẹ mới nói không thể giữ đứa con riêng này của lục đình kiêu lại được nhà họ lục quá coi trọng thằng bé này sau này gia sản để lại cho nó hết vậy chẳng phải là chúng ta thiệt thòi à. Cho dù lần này nó không có việc gì thì sau này chắc chắn chúng ta cũng phải nghĩ cách loại trừ. Lần này đúng là bớt việc, hơn nữa còn là một mũi tên chúng hai đích, giải quyết được cả con nhỏ kia luôn. Quan tử hào cười nói, mẹ nói chí phải, em đừng lo nữa, tối nay chúng ta về nhà ăn mừng chút đi. Chắc là mai sẽ nghe được tin tốt của thằng nhãi con kia thôi. Trường 1706, ông mà cũng xứng mang họ Vân. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com Nước ép, Lục Đình Kiêu và Vân Thâm cùng hợp sức phong tỏa nước ép, lật cả nước ép lên nhưng vẫn không tìm được ninh tịch và tiểu bảo. Đáng ra thì việc đối phương mang theo một cô gái và một đứa trẻ một mục tiêu lớn như thế thì không thể biến mất mà không để lại chút dấu vết gì thế này mới đúng. Từng giây từng phút trôi quá, bây giờ chỉ chậm thêm một giây thôi cũng đã thêm một phần nguy hiểm cho ninh tịch và tiểu bảo. Lại thêm nửa giờ nữa trôi qua, Lục Đình Kiêu và Vân Thâm gặp nhau trong thành phố, hai người nhìn nhau liền biết đối phương cũng không tìm được. Nhất thời, bầu không khí nghiêm trọng vô cùng. Nước ép rất nhỏ, không lớn bằng một thành phố của Trung Quốc, đã lâu vậy rồi mà dù bọn họ đã tìm đi tìm lại mấy lần nhưng vẫn không thấy chút tung tích nào, như thể đối phương biến mất vào hư không vậy. Annie đã được Vân Thâm đón tới, để lỡ như có tìm thấy Ninh Tịch và Tiểu Bảo thì có thể kịp thời cứu chữa cho hai người, lúc này cô đang theo sát sau lưng Vân Thâm. Lục Đình kêu nhìn về phía Annie, bọn họ có thể chịu được bao lâu? Annie nghe vậy thì sắc mặt trầm xuống. Tiểu Bảo luôn được anh. Tịch ôm vào lòng che trở nên không thấy rõ được vết thương, thế nên tôi không phán đoán được. Còn anh Tịch thì bắp chân, tay, phần bụng của anh ấy đều bị trúng đạn. Nhưng chí mạng nhất vẫn là quả pháo sau cùng, tôi đoán. Chắc là nội tạng sẽ bị thương nặng, chỉ sợ phần đầu cũng bị thương không nhẹ. Nói đến đây, Annie dường như không cách nào nói tiếp được nữa cứ cho là may mắn không chết tại chỗ nhưng nếu như không thể tìm được để cứu chữa kịp thời thì chắc chắn không chịu được bao lâu andy không trả lời lục đình kiêu rốt cuộc có thể chịu được bao lâu bởi vì theo như tình hình thì ninh tịch bị thương nặng như thế lại đã qua bao nhiêu thời gian như thế rồi có khi đã andy nói xong bầu không khí hoàn toàn chìm vào sự yên lặng sắc mặt cả hai người đàn ông đều cực kỳ khó coi mãi một lúc sau lục đình kiêu đột nhiên mở miệng trở về nơi lúc nãy còn người Vân Thâm hơi lóe lên, nơi lúc nãy. Ý anh là, Đường Lãng lập tức la lên, "Đúng rồi, chúng ta đã tìm lâu vậy rồi mà không thấy, có thể là đối phương vốn không hề rời khỏi đó." Thế là, một đám người lại cùng nhau quay về chỗ Ninh Tịch và tiểu bảo mất tích, bắt đầu lục soát đống phế tích kia. A à Thâm, ngay lúc Lục Đình Kiêu, Vân Thâm và mọi người đang giành giật từng giây để tìm người thì đột nhiên sau lưng truyền tới một giọng nói đầy tức giận. Nghe thấy giọng nói này, Vân Thâm khẽ nheo hai con mắt mà quay người lại, trong đôi mắt toát lên vẻ lạnh lẽo thấu xương kiều dịch giận dữ xài bước đi tới trước mặt anh ta a à thâm mày điên rồi à không ngồi chấn giữ ở công ty mà chạy tới đây làm gì đúng là làm bừa tại sao tôi chạy tới đây chú còn không rõ sao giọng điệu của vân thâm vô cùng lạnh lẽo a à thâm chuyện lần này tao không nói với mày là vì không muốn ảnh hưởng tới mày tao làm tất cả cũng chỉ vì tốt cho mày mà mày thì lại hủy hoại hết tất cả tao ra lệnh cho mày về công ty ngay lập tức Kiều dịch nổi giận, vân thâm cười nhạt một tiếng, ô, ra lệnh cho tôi. Kiều dịch, ông nghĩ tôi là ai? Ông nghĩ ông là ai? Là cậu của tôi chắc, ông mà cũng xứng, ông mà cũng xứng với cái họ vân này à? Vân thâm, kiều dịch tức đến tím cả mặt, đường lãng, đường dạ nghe thấy đoạn đối thoại của hai người thì kinh ngạc không thôi. Cái gì, kiều dịch lại là, cậu của vân thâm, chương 1707, để tôi xem xem ai dám động đến anh ta. Chuyện được thực hiện bởi kênh an audio và website obookaudio.com. Kiều Dịch khi đối ngoại thường dùng cái tên Đường Dịch, chỉ có bọn họ mới biết tên thật của ông ta là Kiều Dịch. Nhưng bây giờ nghe hai người nói chuyện, bọn họ mới kinh ngạc phát hiện ra là Kiều Dịch lại. Còn có một cái tên khác, một thân phận khác, ông ta và Vân Thâm, thế mà lại có quan hệ kinh người này. Sắc mặt Kiều Dịch lúc này rất kém, "Vân Thâm, chỉ vì một đứa con gái mà mày dám nói chuyện như thế với tao?" chỉ vì một đứa con gái mà mày trơ mắt nhìn tất cả công sức của chúng ta trong bao năm thất bại trong gang tấc. Mày quên mẹ mày chết thế nào rồi à? Có phải mày muốn mẹ mày dưới suối vàng cũng không được yên không? Đường lãng đứng đối diện ngoay ngoái tay, hừ, lại là cái lời thoại này, anh ta nghe đến nỗi lỗ tai cũng chai rồi, không đổi câu khác được à? Nghe kiều dịch nói, vân thâm cúi đầu cười khẽ một tiếng, đúng. Không sai, chỉ vì một người con gái, anh ta nói đến đây thì bỗng thu nụ cười lại, đôi mắt vốn hờ hững lúc này lại ánh lên vẻ ác liệt tôi đã sớm cảnh cáo ông rồi không được động đến cô ấy tiêu dịch nhìn vẻ mặt của vân thâm thì trong lòng liền hoảng thật ra ông ta đã hối hận rồi ông ta rất hiểu tính tình của vân thâm rất ít người có thể đi vào lòng nó nhưng một khi đã có người được nó xem là người của mình thì nó sẽ hoàn toàn đặt vào phạm vi của mình không cho phép người khác động đến dù chỉ là một chút lần này quả thật là ông ta đã hơi quá khích nhưng cứ nghĩ đến chuyện năm đó cứ nhìn thấy gương mặt của lục sùng sơn ông ta thật sự không chịu nổi và cả con nhỏ ăn cây táo rào cây sung kia nữa. Không ngờ phản ứng của Vân Thâm lại còn kịch liệt hơn ông ta tưởng, lần này ngay cả khi nhắc đến mẹ nó cũng không lung lay được nó. Vân Thâm, cũng chỉ là một đứa con gái thôi mà, sau này cháu muốn bao nhiêu mà không có. Một đứa phản bội không đáng để cháu làm như vậy, bây giờ cháu trở về với cậu, chúng ta, tiêu dịch đang nói thì lục đình kiêu dẫn người lục soát trong đống đổ nát kia cũng đã đi ra, Sắc mặt Kiều Dịch lập tức thay đổi, mau chóng ra lệnh cho thủ hạ ở đó, "Bắt lấy Lục Đình Kiêu cho tôi." Lục Đình Kiêu lạnh mặt đi thẳng tới đứng đối diện với Kiều Dịch. Kiều Dịch cười lạnh một tiếng, "Lục tổng đúng là thật can đảm, thiên đường có lối không đi, địa ngục không cửa lại cứ thích xông vào." Trong lúc nói chuyện, Lục Đình Kiêu và thủ hạ của anh đã bị người của Kiều Dịch bao vây. "Chết tiệt, nếu đã không khuyên nổi Vân Thâm thì liền xử lý luôn Lục Đình Kiêu tại chỗ đi, một lần vất vả nhàn nhã cả đời." Lúc này Vân Thâm không nhanh không chậm bước tới chỗ Lục Đình Kiêu, hờ hững đưa mắt liếc đám người kia, để tôi xem xem, ai dám động đến anh ta. Mày, Vân Thâm, có phải mày điên thật rồi không? Mày có biết rốt cuộc mày đang làm gì không? Kiều dịch không tài nào tin nổi vào mắt mình, ông ta không thể ngờ được Vân Thâm lại giúp đỡ Lục Đình Kiêu. Hiện tại, Lục Đình Kiêu rơi vào địa bàn của ông ta, ông ta không muốn bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này, vì thế liền lập tức ra lệnh tất cả lên hết cho tôi. Thủ hạ chung quanh, anh nhìn tôi tôi nhìn anh, nhất thời không ai dám động đậy. Ngay cả mệnh lệnh của tôi mà các cậu cũng dám không nghe à. Kiều dịch giận dữ, những người ông ta dẫn tới đây đều là thân tín của ông ta, nước ép. Cũng do một tay ông ta điều khiển, giờ đám người này lại dám không nghe lệnh của ông ta. chương 1708, người thần bí kia là ai? Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com Kiều dịch thở dồn dập vẻ mặt không tài nào tin nổi vì đề phòng tình huống không khống chế được vân thâm ông ta vẫn âm thầm tự nuôi dưỡng và thao túng một nhóm lực lượng trọng yếu nhất bình thường thì vân thâm trông cũng có vẻ không quan tâm đến mấy chuyện này luôn tin tưởng mà giao hết tất cả cho ông ta khiến ông ta cứ tưởng rằng những năm nay ông ta đã nắm hết thảy trong tay nhưng mãi đến giờ mới nhận ra rằng ông ta đã đánh giá thấp người trước mắt này vân thâm sửa lại ống tay áo đôi mắt ánh vẻ không kiên nhẫn đưa chú kiều về nghỉ đi lớn tuổi rồi thức đêm không tốt cho sức khỏe thấy kiều dịch bị cưỡng ép dẫn đi, phong tấn cúi thấp đầu không nói gì, cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại của bản thân. Ông ta là một trong những thân tín quan trọng nhất của kiều dịch, một khi vân thâm và kiều dịch trở mặt, người đầu tiên vân thâm muốn đối phó sẽ là ông ta. Tuy đường dạ muốn lên tiếng nhưng cũng biết bây giờ chỉ có mình anh ta thì cũng không có cách nào thay đổi được tình hình, nhiều lời sẽ lại chọc giận vân thâm nên chỉ có thể im lặng không nói. Lúc này, người đàn ông trước mắt đã xé rách vẻ hờ hứng vô hại trên người để lộ ra bản chất ngang tàng khát máu, hệt như một quả bom hẹn giờ có thể nổ bất cứ lúc nào. Tiếp tục tìm cho tôi, trong vòng 3 phút, nếu không tìm thấy người thì tất cả các người đều sẽ chôn cùng. 3 phút, tìm lâu như vậy cũng không có tung tích gì thì trong vòng 3 phút sao mà tìm ra được đây. Chỉ trong hớp mắt, bầu không khí đã đầy vẻ âm u chết chóc. Nhìn bạo quân trước mắt, những người tham dự việc bắt cóc lần này đều đang hối hận đến đau cả ruột nhưng bọn họ cũng chỉ nghe lệnh làm việc thôi mà. Ngay lúc mọi người bị bóng ma tử thần bao trùm, Lục Đình Kiêu đang gõ máy tính bỗng lạnh giọng nói với Vân Thâm qua đây. Gọi cho à, bạo quân nào đó tỏ vẻ không vui nhưng vẫn bước tới. Lục Đình Kiêu, mật khẩu là bao nhiêu? Vân Thâm vừa nhìn vào màn hình vi tính của Lục Đình Kiêu thì trong mắt liền lướt qua một tia kinh ngạc, cái này mà cũng bị anh tìm ra được. Thành phố F cũng gần như là một thành phố hoang phế, camera theo dõi trong thành phố hầu hết đã bị hủy gần hết, Lục Đình Kiêu tìm ra được mạng lưới camera theo dõi duy nhất trong thành phố mà lúc trước khi vừa khống chế được nước ép do chính Vân Thâm thiết đặt lại. Mật khẩu, vẻ mặt của Lục Đình Kiêu có chút không kiên nhẫn mà thúc giục. Vân Thâm bĩu bĩu môi, sinh nhật của con nhỏ kia. Lục Đình Kiêu, đường lãng và đường giả, dạ. mật khẩu quan trọng như thế mà anh ta lại lấy số đơn giản như vậy làm mật khẩu. Không đúng, trọng điểm không phải việc này, trọng điểm là cái tên này lại dùng sinh nhật của tiểu sư muội làm mật khẩu. Hương đúng là không nhìn ra tên biến thái này lại có lúc đàn ông như thế đường lãng khoang tay trước ngực sáp lại gần đường dạ nói xấu lục đình kêu hơi đưa người ra một chút rồi mau chóng nhập sinh nhật của ninh tịch vào và tìm nhật ký camera lúc đó so với đoạn video không rõ nét trong điện thoại của lục sùng sơn thì camera theo dõi của toàn bộ thành phố này cũng coi như là cao cấp ban đêm mà vẫn rõ nét hiệu quả tốt hơn đoạn video kia nhiều còn nhìn thấy cả vẻ mặt nữa Lục Đình Kiêu lập tức tua đến đoạn đám lính đánh thuê chuẩn bị xử lý ninh tịch, xem rốt cuộc lúc đó xảy ra chuyện gì, người thần bí đột nhiên xuất hiện kia là ai. chương 1709, người thành ra thế này còn có thể chạy được à? Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com Trong video, Ninh Tịch bị hai tên lính kéo ra từ dưới đống đổ nát. Cả người cô đầy thương tích, toàn thân đều là máu, không nhìn ra sống chết, cả người cả mặt tiểu bảo trong lòng cô cũng toàn là máu, không biết là máu cậu nhóc hay là máu của ninh tịch một tên lính đá ninh tịch một cái rồi chửi rủa con khốn hại chúng ta chết mất hai người anh em tên lính còn lại không nhịn được nói đừng có lại nhảy nữa bên trên đã căn dặn là phải lăng trì nhanh ra tay đi tránh đêm dài lắm mộng chật chật lăng trì thú vị nhất là tiến hành lúc người ta còn tỉnh để cô ta trơ mắt nhìn từng khúc từng khúc trên cơ thể mình bị cắt lìa hết chỉ còn lại xương cắt cho đến chết giờ cô ta như thế này đúng là chán chết nhưng mà này mày nói xem nếu Lục Sùng Sơn thấy cháu mình thành một đống thịt nát thì sẽ có vẻ mặt gì đây? Phần lớn tâm lý của đám lính đánh thuê hung ác này rất biến thái, dường như giết chóc quá nhiều mà thành nhiệt, lấy việc tra tấn người làm thú vui, lúc này ai nấy đều có vẻ rất mong chờ. Chỉ tiếc là người đẹp thế này, dựa vào thân thủ của cô ả à, nếu vứt thằng nhóc này lại thì thật ra cũng có cơ hội thoát, chật chật. Lady First, đành ra tay từ cô trước vậy, gã lính đánh thuê cầm một con dao sắc lẻm cười cờ tới gần cô gái lục đình kiêu và vân thâm thấy vậy thì sắc mặt liền thay đổi tuy không nghe thấy tiếng nhưng zoom lại gần thì có thể dựa vào việc đọc khẩu ngữ cũng đoán được đại khái cuộc đối thoại của họ tên lính kia tới gần ninh tịch vẻ mặt lạnh lẽo nhưng lại ẩn hiện vui sướng phất tay một cái liền rạch một vết trên tay ninh tịch máu tươi lập tức chảy xuống đang muốn ra tay tiếp thì không biết hắn ta nghĩ đến cái gì mà tạm dừng động tác lấy một thứ đổ từ trong ngực ra đó là một cái còi màu bạc khoảng chừng ngón tay cái bên trên khắc hoa văn cổ cái còi này là lúc trước hắn ta lục soát trên người cô ả này thì thấy vì thấy hoa văn này có lai lịch lớn nên lén giữ lại tên lính nhìn nhìn biểu tượng hoa văn kia lại nhìn ninh tịch một cái trên mặt thoáng lộ ra vẻ trần chừ. sao cô ả lại có thứ này trên người không phải cô ta và gia tộc trong truyền thuyết kia có quan hệ gì đấy chứ không thể như vậy được nhưng thế thì sao thứ đồ chơi này lại xuất hiện trên người cô ả này rất ít người biết về biểu tượng này thế nên không thể tùy tiện có trên một cái còi được còn nữa, thứ này dùng để làm gì? Tên lính càng nghĩ càng thấy lạ, thử thổi nhẹ cái còi kia một cái, thứ này có hình dáng của một cái còi nhưng lại chẳng có chút âm thanh gì, có vẻ như trong là ruột đặc thì phải. Sau đó gã lại tỉ mỉ quan sát cái còi kia, này, mày lê mê cái gì thế? Mãi đến khi có người thúc giục, tên lính kia mới cất cái còi đi, má mày. Dục cái con khỉ, gấp cái gì chứ, người thành ra thế này còn chạy được à? Thôi vậy, mặc kệ con bé này có lai lịch gì, có quan hệ gì với gia tộc kia thì hôm nay cũng phải chết với lại gia tộc kia cũng chỉ có trong truyền thuyết sao có thể là thật được sau khúc nhạc dạo ngắn ngủi này tên lính kia lại cầm dao lên tiến tới gần cô gái đúng vào lúc này tên lính đang nở nụ cười khát máu bỗng trợn to mắt ngã thẳng xuống ai cái khỉ gì thế đám lính đứng xung quanh hấp tấp rút vũ khí ra cảnh giác nhìn bốn phía nhưng đến cái bóng còn chưa bắt được thì đã thi nhau ngã xuống mãi đến khi trong tòa thành hoang phế chỉ còn lại sự tĩnh mịch chương 1710, trong đám các cậu, ai là người đàn ông của con nhóc này? Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com Sau đó, một người đàn ông chợt xuất hiện trong video, người này có mái tóc đen dài, xinh đẹp như yêu tinh. Anh ta lôi cái còi trong ngực tên lính kia ra, sau đó đi tới trước mặt ninh tịch quan sát một chốc rồi khẽ nói một câu, mạng lớn thật. Nói xong liền xoay người bế cô lên, nhảy nhảy mấy cái liền không thấy bóng đâu nữa trong chớp mắt nhìn thấy người này, cả đường lãng và đường dạ đều đồng thanh hô lên. Má nó chứ, sao lại là tên này, là hắn, hai người quen hắn, vân thâm hỏi, lục đình kiêu cũng cho mày, anh từng thấy cái còi kia, lúc đó ninh tịch nói là có một vị cao thủ nợ cô nên tặng nó cho cô, khi nào gặp nguy cấp thổi nó thì vị cao thủ sẽ tới cứu cô. Chỉ không may là, ninh tịch còn chưa kịp nhớ tới cái còi thì đã bị đám lính kia tịch thu. Mãi đến lúc cuối, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà tên lính kia lại thổi cái còi, chắc hẳn là vì cao thủ này cũng đang ở gần đó nên mới tới nhanh được như thế. chẳng trách người kia lại nói mạng lớn thật như vậy. lục đình kiêu chỉ liên tưởng tới những điều này thôi đã thấy lòng mình chấn động. cao thủ mà ninh tịch nói lúc đó chắc hẳn là người đàn ông đột nhiên xuất hiện trong video này. nếu đối phương đã nợ ninh tịch thì có nghĩa là bạn chứ không phải địch. đường lãng kích động không thôi. đêm đó chính cái tên này cắt ngang trận quyết đấu của tôi và đường dạ, còn đánh cho tôi và đường dạ. tè ra quần. lúc đó Tôi và Đường Dạ cùng liên thủ mà cũng không thể tiếp cận được, mẹ nó đúng là quái vật. Sao tên này lại xuất hiện ở đây cứu tiểu sư muội? Sao tên này và tiểu sư muội lại quen nhau? Những chuyện này không phải trọng điểm, hình như hắn ta đang đi về phía Nghĩa Trang. Đường Dạ nói, "Nghĩa Trang?" Mấy người cũng không kịp nghĩ nhiều, lập tức dẫn hết thủ hạ di chuyển về phía Nghĩa Trang. Nghĩa Trang rất gần chỗ này nhưng vừa rồi người của bọn họ đã lục soát chỗ này bao nhiêu lần rồi, căn bản là không có dấu vết gì cuối cùng đoàn người cũng tới nghĩa trang giả soát thêm lần nữa quả nhiên cũng giống như trước không thu hoạch được gì đúng vào lúc này trong nghĩa địa u ám bỗng có tiếng kéo kẹt kéo kẹt phát ra từ nơi nào đó mà nghe dùng cả mình sống lưng của tất cả mọi người căng cứng quay về phía phát ra âm thanh theo sau âm thanh như tiếng mở cửa địa ngục kia là tiếng nói lạnh lùng âm u một người đàn ông trong đám các cậu ai là người đàn ông của con nhóc này lục đình kiêu vân thâm đường lãng Đường Già dạ cùng với một đám thủ hạ mau chóng tiến lại gần chỗ người đàn ông nọ, đến gần mới thấy anh ta đúng là người trong đoạn video kia. Nghe thấy câu hỏi của Hàn Kiêu, Vân Thâm khẽ cau mày, "Là tôi, rốt cuộc anh là ai? Đường Tịch đang ở đâu?" Hàn Kiêu khẽ cau mày lại, sau đó nghiêm túc nói, "Tôi ghét nhất là lừa đảo." Vân Thâm lập tức nghẹn họng, "Cái tên này dựa vào đâu mà nói anh lừa đảo?" Hàn Kiêu không để ý đến sắc mặt khó coi của Vân Thâm, dùng ánh mắt như chim ưng nhìn thẳng về phía Lục Đình Kiêu là cậu đúng không vẻ ngoài của cậu với thằng nhóc kia giống nhau như đúc là tôi lục đình kiêu không quan tâm đến vẻ mặt của vân thâm mà vội vàng bước tới chỗ hàn kiêu chỉ thấy sau lưng anh ta là một địa cung sao hai bên thắp đèn dầu sâu hun hút sao địa cung chỉ tổ hợp kiến trúc trong lòng đất đi theo tôi người đàn ông tóc dài đi thẳng xuống dưới lục đình kiêu vừa theo vào cánh cửa kia liền đóng kín lại rồi chôn vùi dưới lớp cỏ không để lại chút dấu vết nào chương 1711, anh nói tiểu bảo không sao thật chứ. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Sau khi đi xuyên qua một con đường dài tới một gian mật thất, Lục Đình Kiêu cuối cùng cũng thấy Ninh Tịch và Tiểu Bảo đang nằm trên một chiếc giường đá. Tìm lâu vậy rồi, cuối cùng cũng tìm được họ. Bọn họ, sao rồi? Giọng nói của Lục Đình Kiêu có chút run rẩy. anh bước đến gần đưa tay ra nhưng lại khựng lại, rõ ràng là không dám chạm vào cô gái đang bị thương đầy mình. Có vẻ như vết thương trên người ninh tịch đã được xử lý qua, nhưng anh lại gần như không cảm nhận được hơi thở của cô, lồng ngực của tiểu bảo có thể thấy vẫn đang hơi phập phồng. Hàn Kiêu trả lời, nhỏ không sao, vì không dành cách ứng phó với trẻ con nên để cậu bé ngủ một chút. Lớn thì, lục đình kiêu, lớn thì thế nào? Hàn Kiêu nhìn cô gái trên giường đá khẽ thở dài một cái, vẻ mặt hơi phức tạp, mãi một lúc lâu sau mới cân nhắc được từ để nói, tôi chỉ am hiểu về ngoại thương, chỉ có thể đảm bảo cho cô ấy trong thời gian ngắn, bây giờ cậu lập tức mang cô ấy đi bệnh viện cứu chữa, sống chết ra sao tôi không dám chắc. Lời của Hàn Kiêu khiến Lục Đình Kiêu lờ mở dâng lên linh cảm. Chẳng lành, tôi đi ngay. Cảm ơn, Trung Quốc, bệnh viện đế đô. Sau một đêm chật vật tìm kiếm, cuối cùng Lục Đình Kiêu cũng đưa được Ninh Tịch và Tiểu Bảo trở về. Vân Thâm không có đi cùng vào bệnh viện mà chỉ để Annie lại túc trực. Nhan Như Ý và Lục Sùng Sơn vẫn ở nhà vừa nhận được tin tức liền chạy tới bệnh viện đầu tiên, sau đó Lục Cảnh Lễ cũng từ công ty chạy tới. Đình Kiêu, tiểu bảo đâu, tiểu bảo của mẹ đâu, tiểu bảo đâu rồi, sắc mặt nhan như ý trắng bệch tóm chặt lấy áo của Lục Đình Kiêu, đôi mắt đỏ ngầu vì quá hoảng sợ nên mở thật to. Lục Sùng Sơn thở hổn hển, chống gậy đi tới, tiểu bảo thế nào rồi? Lục Cảnh Lễ nhìn Lục Đình Kiêu nhếch nhác đứng trước phòng phẫu thuật, dáng vẻ trống rỗng ngơ ngẩn thì nước mắt liền rơi xuống, anh, không phải là tiểu bảo đã. Sau một lúc lâu, Lục Đình Kiêu mới nói tiểu bảo không sao. Nhan như ý, Lục Sùng Sơn và Lục Cảnh Lễ nghe vậy đều ngẩn cả người. Cái gì, Đình Kiêu, con vừa nói gì? Anh, anh nói Tiểu Bảo không sao thật chứ? Đình Kiêu, con nói thật đi, đừng an ủi mẹ nữa, rốt cuộc là Tiểu Bảo ra sao rồi? Chỉ cần không chết, cho dù chỉ còn một hơi thở thôi, mẹ, cũng không dám mong ước xa vời. Nhìn người nhà họ Lục sốt sắng hỏi han loạn lên, đường lãng đang dối bởi đứng tựa lưng vào tường lên tiếng, đừng ồn nữa, không phải đã nói là không sao à? Thằng bé ở phòng bệnh trên tầng, các người tự đi xem đi." Lục Sùng Sơn và Nhan Như Ý nghe vậy liền vội vàng để Lục Cảnh Lễ dìu đi về phía phòng bệnh ở trên tầng. Ba người vừa mới tới cửa phòng bệnh thì đã thấy một người mặc áo khoác trắng blue đi ra. "Bác sĩ, bác sĩ, tiểu bảo nhà tôi sao rồi?" Bác sĩ phụ trách cho tiểu bảo chính là phó viện trưởng, trông thấy là ông bà nhà họ Lục thì mau chóng đáp lời, "Lục lão tiên sinh, Lục lão phu nhân, hai người yên tâm." cháu trai hai người vẫn bình an không sao cả, chỉ là bị chảy sát ngoài ra vài chỗ thôi. Bây giờ vẫn còn đang mê man nhưng sẽ mau chóng tỉnh lại. Nghe thấy bác sĩ nói vậy, nhan như ý liền ngây ra không dám tin vào tai mình, bác. Bác sĩ, bác sĩ vừa nói gì? Bác sĩ nói tiểu bảo không sao. Bác sĩ nói tiểu bảo nhà tôi không sao. Đúng vậy, bây giờ có thể thăm bệnh được rồi, bà vào thăm cậu ấy đi. Bác sĩ an ủi, vâng, 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 tôi đi ngay, đi ngay ba người vội vàng tiến vào phòng bệnh quả nhiên thấy tiểu bảo đang nằm an ổn trên giường nhan như ý mau chóng nắm lấy tay cậu nhóc thấy vẫn còn nóng hôi hổi lại sờ sờ vị trí trái tim đang nhẹ nhàng đập và chóp mũi vẫn đang hít thở đều đều thì lúc này mới tin được rằng người trước mắt vẫn còn sống tiểu bảo còn sống tiểu bảo của tôi còn sống khỏe ông trời phù hộ ông trời phù hộ mà nhan như ý không nén nổi nữa mà cầm tay tiểu bảo nghẹn ngào khóc nấc lên lục sùng sơn ở bên cạnh cũng kích động chảy nước mắt Lần này tiểu bảo lành ít giữ nhiều nên ông cũng không dám nghĩ thằng bé có thể trở về an toàn, an toàn trở về cạnh bên bọn họ. Nhìn bố mẹ đang kích động và tiểu bảo bình an vô sự trên giường, sắc mặt lục cảnh lễ càng ngày càng kém. Ba, mẹ, con xuống nhà xem chị dâu thế nào, chị dâu còn chưa biết ra sao. Trường 1712, chúng tôi đã hết sức cứu chữa. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com Đúng vậy, còn con bé kia, nhan như ý cũng đột nhiên nghĩ tới bà trông tiểu bảo tôi xuống xem một chút lục sùng sơn không nỡ rời mắt khỏi tiểu bảo lại sờ khuôn mặt nhỏ bé ấm áp một lượt rồi mới đi theo lục cảnh lễ xuống dưới nhan như ý lo lắng nhìn theo bóng lưng của hai người lúc lục sùng sơn và lục cảnh lễ xuống tầng đèn trước cửa phòng phẫu thuật vẫn đang đỏ rực cho thấy ninh tịch vẫn đang được cứu chữa bên trong tình hình con bé thế nào rồi lục sùng sơn hỏi lục đình kêu cúi đầu ngồi lặng im trên băng ghế lạnh lẽo nghe ba mình hỏi mà cũng chẳng hề có phản ứng gì đường lãng cười lạnh trả lời tay bụng bắp chân đùi chỗ nào cũng trúng đạn xương bả vai gãy nát gãy ba cây xương sườn phần đầu bị thương đường lãng nói thêm một chữ thì sắc mặt lục sùng sơn lại trắng đi một phần ông tận mắt trông thấy cái video đó thì sao có thể không rõ tình hình thương thế của con bé cho được lục cảnh lễ không biết nên nói gì chỉ có thể đi tới trước mặt lục đình kiêu vỗ vỗ lên bờ vai cứng ngắc của anh an ủi chị dâu phúc lớn mạng lớn chắc chắn sẽ không sao đâu lục đình kiêu vẫn không có bất kỳ phản ứng nào lục cảnh lễ biết lúc này anh trai cái gì cũng không nghe vào được thế nên khuyên vài câu rồi liền để anh ấy yên tĩnh một mình anh ruột cứ im lìm mà đường lãng lại y như thùng thuốc nổ động vào là nổ lục cảnh lễ gấp đến nỗi xoay vòng quanh thấy annie trong góc thì cứ như là thấy cứu tinh ê Cô là bạn của chị dâu tôi, là người được xưng tụng là tiểu thần Enni đúng không? Enni gật gật đầu, vẻ mặt có hơi ngẩn ngơ, không mấy tập trung. Chị dâu tôi, chị ấy hiện tại thế nào? Có cô ở đây chắc là không sao đúng không? Lục Cảnh Lễ hỏi với vẻ đầy hy vọng. Enni nhìn anh ta một cái rồi nhạt nhẽo trả lời, tôi không giúp được gì cả. Cho dù cô có giỏi đến mấy cũng không thể thay thế được hệ thống y học hiện đại tiên tiến. Cuống hồ người thần bí kia đã xử lý vết thương cho anh Tịch rất hoàn hảo. Cô thừa nhận đến ngay cả cô cũng chưa chắc đã làm được tốt như thế. Nếu không phải lúc đó anh Tịch may mắn gặp được người kia thì chắc đã không chờ nổi. Đến khi được đưa đến bệnh viện, nói xong câu đó, cô liền không nói gì nữa, chỉ tiếp tục nhìn chằm chằm về phía cửa phòng phẫu thuật. Lục Cảnh Lễ nhìn vào mắt Annie, không hiểu sao lại thấy được linh cảm không lành trong đôi mắt đó. Thời gian trôi qua từng phút từng giờ, cuộc phẫu thuật kéo dài tới tận khuya, đến tận hừng đông vẫn chưa kết thúc. 6 giờ sáng, đinh một tiếng đèn đỏ trên cửa phòng cấp cứu đã tắt cuối cùng cửa phòng phẫu thuật cũng đã mở ra đầu tiên là hai trợ lý phẫu thuật đi ra sau đó là bác sĩ mổ chính cả người bác sĩ mướt mồ hôi sau khi ra ngoài liền tháo khẩu trang xuống để lộ vẻ mặt xót xa vừa trông thấy vẻ mặt của bác sĩ trái tim mọi người đều phát hoảng lúc này nhan như ý cũng đã chạy tới đang chắp tay trước ngực nhắm mắt tụng kinh cầu nguyện thấy bác sĩ ra liền tiến lên hỏi bác sĩ tình hình phẫu thuật thế nào con bé sao rồi bác sĩ nhận lấy ánh mắt của mọi người, cân nhắc hồi lâu rồi mới nói, xin lỗi, chúng tôi đã hết sức cứu chữa, phẫu thuật cũng đã thành công. Nhưng vết thương của bệnh nhân quá nặng, vẫn không thể tỉnh lại. Trước mắt, bệnh nhân đã mất tự chủ hô hấp, phản xạ não và sóng điện não cũng đã mất. chương 1713, tiểu tịch, tha thứ cho sự ích kỷ của anh. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Nghe bác sĩ trả lời, tất cả mọi người đều ngây ra. Không biết qua bao lâu, giọng kích động truy hỏi của lục cảnh lễ mới vang lên, cái gì là không tự chủ được hô hấp, cái gì là phản xạ não biến mất. Những câu hình dung này, chẳng lẽ không phải là đang hình dung người chết à? Phiền bác sĩ có thể nói rõ hơn một chút được không? Bác sĩ mổ chính là viện trưởng, ông biết cuộc phẫu thuật này quan trọng nhường nào, nhưng lúc này cũng chỉ có thể nói thật, lúc bệnh nhân vào đây đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu, trước mắt chúng tôi chỉ có thể dùng máy hô hấp và thuốc để duy trì dấu hiệu sống cho bệnh nhân một khi rút máy thì bệnh nhân sẽ lập tức tử vong bác sĩ vừa nói xong khắp hành lang lại rơi vào im ắng nhan như ý lập tức trắng mặt ngã ngồi xuống ghế sao lại thế được sao lại như thế được lục đình kiêu lại hệt như một bức tượng ngồi im đó chẳng hề nhúc nhích bác sĩ nói xong thì đưa mắt nhìn về phía lục đình kiêu xin gia đình nén bi thương thực xin lỗi nhưng bây giờ tôi vẫn phải hỏi một câu theo thông lệ Tiếp tục duy trì tính mạng của bệnh nhân hay là rút máy để bệnh nhân an tâm ra đi? Tiếp tục duy trì tính mạng của bệnh nhân thì sẽ ra sao? Sau một lúc lâu sau, Đường Lãng run rẩy hỏi, tiếp tục duy trì thì sẽ là người thực vật, có thể sẽ phải nằm trên giường cả đời, thông thường, dùng máy và thuốc để duy trì thì nhiều nhất cũng chỉ duy trì thêm được vài chục năm, vì qua thời gian dài các chức năng cơ thể của bệnh nhân sẽ dần thoái hóa. Bác sĩ trả lời rồi thở dài một hơi mặc dù vẫn được tính là còn sống nhưng cũng chịu khổ mà thôi bác sĩ nói câu nào thì trái tim mọi người lại lạnh thêm câu đấy đương nhiên là tiếp tục duy trì rồi cho dù là người thực vật thì cũng sẽ có ngày tỉnh lại mà lục cảnh lễ vội nói bác sĩ gật đầu đúng là như vậy mặc dù cơ hội rất thấp nhưng cũng đã có rất nhiều tiền lệ rồi vậy ông còn phải hỏi à đương nhiên là tiếp tục duy trì lục cảnh lễ trực tiếp ra quyết định luôn vẻ mặt bác sĩ có chút không chắc chắn cuối cùng vẫn nói với Lục Đình Kiêu, "Lục tổng, ý của anh." Lục Cảnh Lễ thấy bác sĩ vẫn còn hỏi ý kiến anh trai mình thì sốt ruột không thôi, hỏi anh trai anh vấn đề này thì có khác gì lấy dao đâm vào tim anh ấy không? Không biết đã qua bao lâu, trong hành lang trống rỗng mới vang lên giọng đàn ông đã vỡ khàn không thành tiếng, tiếp tục duy trì. "Vâng, tôi hiểu rồi." Bác sĩ thở dài rời đi. Trong phòng bệnh cao cấp, lúc này đây, cô gái vẫn luôn phóng khoáng tự do như một ngọn gió đang mình đầy thương tích lẳng lặng nằm trên giường mất tất cả chi giác, chỉ có thể dựa vào máy hô hấp để duy trì tính mạng. Lục Đình Kiêu lặng người ngồi trước giường bệnh, cẩn thận cầm lấy bàn tay chi chít vết thương của cô, khẽ cúi đầu in lên đó một nụ hôn nhẹ, cứ như anh đang sợ quấy nhiễu đến cô dù biết có thể cô sẽ không tỉnh lại được nữa. "Tiểu Tịch, xin lỗi, tha thứ cho sự ích kỷ của anh, anh không thể để em đi được, xin lỗi." Phía ngoài cửa, Nhan Như Ý và Lục Sùng Sơn áy náy tự trách nên không vào, vẻ mặt nặng nề quan sát tình hình trong phòng bệnh thông qua cửa kính. Bọn họ trông thấy đứa con trai lớn vẫn luôn nói năng cẩn trọng, đối với ai cũng lãnh đạm hờ hững, ngay cả khi gặp khó khăn cũng vẫn không đổi sắc mặt. Thế mà lúc này đây lại đang cầm hai tay của cô gái nọ, cúi đầu. Khóc không ra tiếng, chương 1714, tặng em làm của hồi môn. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com Cô gái này... Từ trước tới nay bọn họ đều hiểu lầm cô, hoài nghi cô, phủ nhận hết tất thảy những gì cô làm cho tiểu bảo, luôn tự cho rằng cô sẽ làm hại tới tiểu bảo thế nhưng cuối cùng lúc tiểu bảo nguy hiểm nhất thì lại chỉ có mình cô liều mình bảo vệ tiểu bảo trong đầu họ lại hiện lên cảnh cô gái dù có trúng đạn vẫn cứ ôm tiểu bảo chạy thật nhanh lúc thấy pháo bay đến phản ứng đầu tiên của cô vẫn là bảo vệ đứa bé trong lòng mình trái tim của nhan như đau đớn vì áy náy và hối hận lúc đó con bé đã phải chịu đau đớn và tra tấn đến mức nào mới có thể bảo vệ được tiểu bảo bình yên vô sự cho dù bà không hiểu nhưng cũng nhìn ra được thân thủ cô rất tốt, bằng vào thân thủ của cô, nếu không phải vì còn có tiểu bảo thì chắc chắn sẽ chạy trốn được. Cuộc hồ tai họa lần này chẳng liên quan gì đến cô thế mà cô lại vì tiểu bảo mà làm đến mức đó. Cô gái này thật sự thích tiểu bảo, yêu thương tiểu bảo. Tình yêu này vốn chẳng hề thua kém tình yêu mà người mẹ dành cho con mình. Một người mẹ thì sao có thể hại con mình được? Nhan Như Ý nhìn cô gái mình đầy vết thương trong phòng bệnh, hối hận khôn nguôi, đều là lỗi của tôi. Tôi không nên cứ nghĩ sai về con bé, người Đình Kiêu tin tưởng, người Tiểu Bảo thích, sao lúc đó tôi không tử cố tìm hiểu con bé hơn? Nếu như tôi tin tưởng Đình Kiêu và Tiểu Bảo, tin tưởng con bé thì tất cả những chuyện này đã không xảy ra, bây giờ con bé thành ra thế này, tôi phải đối mặt với Đình Kiêu thế nào đây? Chờ Tiểu Bảo tỉnh lại, tôi phải giải thích với thằng bé thế nào đây? Nghe vợ mình nghẹn ngào, Lục Sùng Sơn cũng đứng ngẩn ra đó không nói gì, chỉ trong một đêm mà tóc ông đã bạc trắng. Như thể đã già đi 10 tuổi. Cháu trai đã được cứu rồi, nhưng nhìn cô gái trong phòng bệnh kia, nhà họ Lục bọn họ nợ cô gái này rất nhiều, dù bọn họ có lấy hết tất cả ra cũng chẳng thể nào báo đáp lại. Sai một ly đi một dặm, vì ông cố chấp nên suýt hại chết cháu trai. Mình cuối cùng lại khiến cho một người vô tội khác phải gánh hết hậu quả. Nếu như có thể, ông tình nguyện người phải chịu tất cả nhưng điều này là ông, nhưng bây giờ có nói thế nào cũng không thể vãn hồi lại được. Cuối hành lang tĩnh mịch, Annie ngây người mãi một hồi lâu rồi mới cầm điện thoại lên gọi. Alo, cô ấy sao rồi? Đầu bên kia có tiếng đàn ông khàn khàn. Annie im lặng thật lâu, người bên kia cũng im lặng theo, không hề thúc giục. Mãi sau, Annie mới hít sâu một hơi rồi nói, vừa phẫu thuật xong, dù thành công nhưng vết thương của anh thì quá nặng, không thể tỉnh lại. Trước mắt, chỉ có thể duy trì tính mạng bằng máy hô hấp. Nếu may thì chắc ngày nào đó sẽ tỉnh lại, hoặc cũng có thể, cả đời này sẽ không tỉnh lại. Cô nói xong, đầu dây bên kia vẫn im lặng, mãi không trả lời. Anh thâm, Annie lo lắng gọi một tiếng. Không sao, cô cứ ở đó, nếu giúp được gì thì giúp. Vân thâm nói xong liền cúp điện thoại. Trong bóng tối, vân thâm ngẩn ngơ nhìn đồ thị cổ phần phức tạp đang chạy trên màn hình máy tính, khẽ lẩm bẩm hưm, đúng đồ chơi này. Coi như tặng em làm của hồi môn đi, nếu như em không tỉnh lại thì cô gái khác sẽ được lợi mất thôi. Trường 1715, Tiểu Bảo tỉnh lại. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com Mặt trời ló dạng, ánh sáng rực rỡ phủ pháp thành phố. Trận giao tranh đoạt quyền oanh liệt giữa con trưởng và con riêng nhà họ Lục, trận đại chiến giữa tập đoàn Lục Thị và công ty đầu tư mạo hiểm ước làm kết thúc bằng sự thắng lợi của tập đoàn Lục Thị. Vì số cổ phiếu đầu đầu tư quan trọng của ức lam sụt giảm mạnh dẫn đến đến tổn thất nặng nề và cũng phải bồi thường khoản phí vi phạm hợp đồng cách xù cho đối tác nên không thể không bán tháo cổ phần của lục thị trong tay ra, trong vòng một đêm đã hoàn toàn thối lui khỏi ban hội đồng quản trị của lục thị. Nhưng dù sao thì chuyện này cũng đã mang tới ảnh hưởng nặng nề cho lục thị, hiện tại còn có rất nhiều chuyện cần xử lý, mà đối thủ cũng có thể phản công bất cứ lúc nào. Lục cảnh lễ như trưởng thành chỉ trong một đêm, vị công tử ca luôn bất cần đời lúc này lại yên lặng gánh vác hết thảy gia đình lộn xộn công ty lại xảy ra vô số vấn đề từ sau khi ninh tịch phẫu thuật xong lục đình kiêu không hề rời cô lấy một bước lục cảnh lễ quay đầu đi giấu đôi mắt đỏ ửng sau đó lại nhìn người đàn ông trước giường bệnh nghiêm túc nói anh anh yên tâm chuyện công ty đã có em em cũng sẽ chăm sóc ba mẹ anh chỉ cần ở bên chị dâu còn lại không cần nghĩ gì nữa cả anh rất rõ lúc này anh trai mình đang đau đớn và hối hận đến nhường nào Đến tận lúc này anh vẫn nhớ như in khoảnh khắc trước lúc nhận được tin dữ, Lục Đình Kiêu đột nhiên bảo anh đi đón Ninh Tịch, để cô nằm trong phạm vi anh nhìn thấy được. Chỉ sợ lúc đó anh đã linh cảm được nguy hiểm rồi. Lục Đình Kiêu cầm chặt hai tay cô, khóe miệng đắng chát, bây giờ ở bên cô còn có ích gì nữa? Mặc dù anh không muốn thừa nhận nhưng quả thật là những bức ảnh kia đã khiến anh ghen ghét với người đàn ông nọ, khiến anh mất hết lý trí và phán đoán, một lòng muốn giải quyết tất cả nhưng lại không để ý đến thứ quan trọng nhất anh luôn để cô đợi đợi tất cả những chuyện này kết thúc vậy mà bây giờ cô lại không thấy được nếu như anh có thể lo lắng chu toàn thêm chút nữa thì chắc chắn những chuyện này sẽ không xảy ra nghĩ đến những chuyện này sự tuyệt vọng và hối hận gần như nuốt chừng cả con người anh anh nghĩ nếu lúc đó anh chu toàn thêm một chút tỉnh táo thêm một chút không xúc động như thế nếu ngay từ đầu anh không trêu chọc đến cô nếu như anh không ép buộc cô vào thế giới của mình cô phóng khoáng tự do như vậy sôi nổi như thế người cô thích chắc cũng giống như cô nhưng cô lại vì anh mà thu hết góc cạnh lại bẻ gãy đôi cánh thay đổi bản thân chịu thiệt thòi về mình đến ngay cả tính mạng mình cũng giao ra có lẽ từ lúc bắt đầu anh đã sai anh không nên ép cô ấy ở cạnh anh lúc này đây giọng nói của anh như mất hết sự lạnh lùng kiêu ngạo thường ngày yếu ớt đến nỗi giường như chỉ cần chạm vào là sẽ lập tức vỡ tan lục cảnh lễ chưa hề trông thấy dáng vẻ yếu ớt thế này ở lục đình kiêu bao giờ tim anh ta nhói đau anh anh nói bậy gì thế tiểu tịch tịch thật lòng thích anh đó lục cảnh lễ lo lắng không thôi đang muốn an ủi thì điện thoại đột nhiên vang lên là nhan như ý gọi tới alo mẹ sao thế ạ à? alo cảnh lễ à con mau qua đây đi tốt nhất là bảo anh con tranh thủ qua nữa tiểu bảo tỉnh rồi bên kia điện thoại truyền đến giọng nói hốt hoảng của nhan như ý mặt lục cảnh lễ lập tức căng cứng tiểu bảo tỉnh rồi sao được con lập tức đến ngay chương 1716, đó là mẹ của nhóc. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Trong phòng bệnh vip tiểu bảo, tỉnh rồi à, có đói bụng không, muốn ăn gì, bà nội bảo người làm cho con. Tiểu bảo, con có thấy trên người có chỗ nào không thoải mái không? Nói ông nội nghe đi, nhan như ý và lục sùng sơn dè giặt đỡ tiểu bảo dậy, đứng trước. giường bệnh ông một câu bà một câu lo lắng hỏi han. Trên giường bệnh, tiểu bảo yên lặng ngồi thường người ở đó, mờ u bàn tay bị xước đã được dán miếng băng dán cá nhân nhỏ, khuôn mặt tái nhợt không có biểu cảm gì, ánh mắt trống giống nhìn vào nhan như ý và lục sùng sơn đang nói chuyện với mình. Lúc lục cảnh lễ và lục đình kiêu chạy tới liền thấy một cảnh như thế. Cảnh lễ, đình kiêu, hai con mau đến xem tiểu bảo, tiểu bảo làm sao thế này, sau khi tỉnh lại vẫn ngơ ngác như thế, không có phản ứng gì. Hỏi nó cũng không nói, vẻ mặt nhan như ý tràn đầy lo lắng và bối rối lục cảnh lễ đi qua ôm lấy tiểu bảo khẽ vỗ vỗ vai cậu nhóc tiểu bảo đừng sợ không sao rồi cháu an toàn rồi không có người xấu tổn thương cháu nữa cháu xem ông nội bà nội tất cả mọi người đều ở đây mọi người đều sẽ bảo vệ cháu lúc này cửa phòng bệnh đẩy ra hình võ mang mấy hộp cơm đến phu nhân đồ ăn chuẩn bị xong rồi ừ nhanh mang tới đây nhan như ý vội vàng nhận lấy tiểu bảo à lâu không ăn gì chắc là đói bụng rồi nhỉ ăn chút gì trước được không đúng đúng đúng, ăn chút gì trước đã. Mọi người bận rộn nửa ngày nhưng cho dù họ có nói gì, làm gì, cậu nhóc trên giường bệnh vẫn cứ đỡ đẫn từ đầu chí cuối vẫn chẳng hề có phản ứng nào. Nhàn như ý bê hộp cơm trong tay khóc nấc lên, phải làm sao bây giờ? Lục sùng sơn nhắm hai mắt lại, vẻ mặt tràn đầy chán trường. Cuối cùng ông vẫn hại tiểu bảo, vốn dĩ nhờ con bé kia kiên nhẫn đồng hành mà tiểu bảo đã hoàn toàn hồi phục, trở nên hoạt bát thông minh khiến ai ai đều thích, thế mà bây giờ tình trạng lại nắng hơn lúc trước. Lục cảnh lễ đỏ mắt nói, chắc là tiểu bảo biết, biết tiểu tịch tịch vì nó. Nó không muốn tỉnh lại, như thế mới có thể không phải đối diện với mấy chuyện này. Bầu không khí trong phòng bệnh như ngưng lại, không biết qua bao lâu, Lục Đình kêu bước tới trước giường bệnh lặng im nhìn ánh mắt vô hồn của con trai, ba dẫn con đi thăm mẹ. Nhan như ý nghe vậy liền cuống lên, như vậy sao được. Lục Sùng Sơn cũng cau chặt mày, tiểu bảo chịu kinh hãi lớn như thế, tình hình bây giờ đã đủ tệ rồi, nếu nhìn thấy dáng vẻ của con bé bây giờ, lục đình kêu cúi người bế con trai lên sớm muộn gì nó cũng phải đối mặt nhưng mà chuyện này quá tàn nhẫn nhan như ý mặc dù biết không thể gạt chuyện này được nhưng rốt cuộc vẫn không đành lòng lục đình kêu ôm con trai đến phòng bệnh của ninh tịch đến cửa anh nhẹ nhàng đặt thằng bé xuống cậu nhóc đứng trước cửa ra vào ánh mắt máy móc rơi về phía giường bệnh một cô gái có sắc mặt trắng bệch đang nằm trên đó cả người đều bị băng bó miệng đeo bình oxy còn có rất nhiều ống dây phức tạp trông rất đáng sợ, người nằm trên giường bệnh, người trông rất đáng sợ đó, là mẹ của nhóc. chương 1717, Mẹ cần con, chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Lục Sùng Sơn, Nhan Nhị Ý và Lục Cảnh Lễ đều rất lo lắng cho tiểu bảo, sợ cậu nhóc thấy cảnh này sẽ không kìm lòng được, thậm chí còn bảo bác sĩ chuẩn bị xong hết mọi thứ. Nhưng mà, thứ chờ đợi bọn họ lại là tình hình còn xấu hơn cả lúc cảm xúc sụp đổ, cho dù đã thấy Ninh Tịch nhưng tiểu bảo vẫn không hề có phản ứng gì, vẻ mặt vẫn đờ đẫn không khác gì trước đó, chẳng hề thay đổi chút nào. Chuyện bọn họ lo lắng nhất vẫn xảy ra, cậu nhóc tận mắt thấy Ninh Tịch chúng đạn bị thương, lại bị Ninh Tịch đánh ngất trong lúc đang hoảng sợ bất an. Thậm chí, rất có thể giây phút cuối cùng cậu nhóc còn nhớ trong ý thức là mơ màng tỉnh lại trong lòng Ninh Tịch đang đầy máu. Trong tiềm thức của cậu nhóc, có lẽ là Ninh Tịch đã chết rồi, vì thế cậu nhóc cũng chết theo mẹ, vĩnh viễn chìm vào trong thế giới kia nhìn cháu trai hệt như người gỗ không hề có tình cảm gì không có phản ứng gì với thế giới bên ngoài vẻ mặt nhan như ý và lục sùng sơn tràn đầy tuyệt vọng trước đó là nhờ ninh tịch nên tiểu bảo mới thoát ra được nhưng lúc này đã không có ninh tịch thì ai có thể kéo thằng bé ra khỏi bóng ma đó lần thứ hai đây lục cảnh lễ cuống lên bước vội qua ôm lấy tiểu bảo đi tới trước giường bệnh của ninh tịch đặt cậu nhóc ngồi bên mép giường của ninh tịch cầm tay cậu nhóc chạm lên mặt ninh tịch bảo bối cháu xem là mẹ mà nhưng cậu nhóc lại như con rối bị giật dây, máy móc tuân theo. Tim lục cảnh lễ lập tức rơi xuống vực thẳm, đau xót ôm cậu nhóc vào lòng, tiểu bảo, cháu tỉnh lại đi. Lúc này, trong phòng bệnh vang lên giọng nói trầm thấp của lục đình kêu tay, phần bụng và chân của mẹ con đều bị trúng đạn, xương bả vai bị gãy, xương sườn gãy ba cái. Nghe những lời này, nhàn như ý và lục sùng sơn ở cạnh đó đều lo lắng không thôi, không hiểu sao con trai lại muốn nói những lời này công kích tiểu bảo, vội vàng len lén kéo anh lại muốn ngăn không cho anh nói tiếp nhưng lục đình kêu lại không hề do dự nói tiếp trạng thái của mẹ con bây giờ là pvs cũng chính là người thực vật vì bị thương quá nặng nên dù bảo vệ được tính mạng nhưng có thể cả đời này sẽ không tỉnh lại nói đến đây lục đình kêu lại nhìn tấm lưng căng cứng của con trai biết cậu nhóc nghe được đương nhiên cũng có thể ngày nào đó sẽ đột nhiên tỉnh lại mẹ con lúc này cần người mà cô ấy quan tâm nhất thân nhất yêu thương nhất ở cạnh cô ấy gọi cô ấy bảo vệ cô ấy mẹ con cố gắng như vậy mới bảo vệ được con, con nhẫn tâm để cô ấy nằm đó cả đời sao? Nếu như con nhẫn tâm để cô ấy đổi mạng lấy một đứa bết bát như con vậy thì con có thể tiếp tục như thế. Lục Đình Kiêu dừng một chút sau đó mới nói, tiểu bảo, mẹ con cần con. Trong chớp mắt, khi Lục Đình Kiêu nói xong, cuối cùng trong đôi mắt trống rỗng của cậu nhóc cũng khẽ thay đổi, bàn tay để trên mặt ninh thì cũng khẽ nhúc nhích nhan như ý thấy tiểu bảo đột nhiên nhìn chằm chằm hộp cơm trong tay mình thì vội vã bước tới tiểu bảo có phải cháu muốn ăn gì không tiểu bảo ngơ ngác nhìn chằm chằm đồ ăn trên tay nhan như ý khẽ gật đầu thấy cuối cùng tiểu bảo cũng có phản ứng nhan như ý mừng phát điên lục sùng sơn và lục ảnh lễ cũng khẽ thở ra một hơi nào tiểu bảo ăn chút cháo trước đi cháo này nấu mềm lắm thơm lắm tiểu bảo tự bê bát cháo dường như rất đói mà nhanh chóng ăn hết nửa bát chậm một chút chậm một chút vẫn còn đây nữa. Tiểu bảo ăn hết hai bát cháo mới dừng lại, sau đó cấp tốc quay người, bỏ tới nằm xuống cạnh mẹ mình cầm lấy tay mẹ để sờ lên cái bụng nhỏ tròn vo của mình. Mẹ, mẹ xem này, tiểu bảo rất khỏe, tiểu bảo ngoan lắm. chương 1718, chỉ sợ đêm dài lắm mộng. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com Nhà họ quan, sao rồi, nghe ngóng được gì chưa, tình hình thế nào, Mẹ quan tử giao thấy con trai về thì vội vàng hỏi han. Quan tử giao bên cạnh cũng lo lắng nhìn anh trai mình, anh, tiểu bảo và cô ả kia thế nào rồi. Vẻ mặt mẹ quan tử giao không tốt đẹp gì mà thầm nói, mạng lớn thật đấy, đã thế rồi mà vẫn còn cứu về được. Quan thụy lại điềm nhiên ngồi ở đó, bà gấp cái gì, tử hào, từ từ mà nói. Quan tử hào cởi áo khoác, uống nửa chén trà rồi nói, mẹ, tử giao, không cần phải lo, mặc dù cứu được người nhưng kết quả cũng không khác gì mấy hai người này đã không có bất cứ uy hiếp gì tới chúng ta nữa không có uy hiếp ý của con là có phải bị đám người kia làm cho tàn phế rồi không nghe nói bọn chúng đều là kẻ liều mạng ai cũng rất biết cách tra tấn người khác bà quan nói còn nghiêm trọng hơn thế nữa con hồ ly tinh kia đã thành người thực vật rồi còn về đứa con riêng của lục đình kiêu con tìm người trong bệnh viện nghe ngóng được biết là do chịu kinh hãi quá lớn sau khi tỉnh lại thì không nói một lời không ăn không uống gì Tình hình còn nghiêm trọng hơn hồi trước, chắc là phế rồi." Quan Tử Hào nói chi tiết với bọn họ, nghe nói như thế, hai ông bà nhà họ Quan đều vui vẻ vô cùng, "Con nói thật chứ?" "Tin tức này có tin được không?" "Đương nhiên là tin được rồi, lát nữa mọi người có thể chuẩn bị một chút, qua bên đó thăm bệnh, xem tình hình." Quan Tử Hào nói chắc, "Nịch, Quan Tử giao nghe đến đó thì vẻ mặt mới thả lỏng nhưng vẫn còn có chút lo lắng, người thực vật, nhưng vẫn có khả năng tỉnh lại đúng không?" Bà quan cũng gấp, đúng thế, đúng thế, nếu cô ả kia tỉnh lại thì làm sao bây giờ? Con tiện nhân đó rất có năng lực, nếu nó tỉnh lại dỗ được tiểu bảo thì chẳng phải là phí công rồi à? Quan tử hào không thèm để ý nói, người thực vật nào có dễ tỉnh đến thế? Hơn nữa cô ả đó bị thương khá nặng, xác suất tỉnh lại rất thấp. Cho dù cô ta có may mắn thì cũng phải đợi ngươi 18 năm nữa. Lục Đình Kiêu cũng chẳng là một thằng ngốc, sao lại lãng phí thời gian chờ một người thực vật được cho dù anh ta có chịu thì cũng phải xem nhan như ý và lục sùng sơn có đồng ý không cái đã chỉ e đêm dài lắm mộng quan thụy trầm ngâm lập tức nhìn vợ và quan tử giao rồi nói tử giao bây giờ con và mẹ con cùng qua bệnh viện một chuyến xem tình hình thế nào hai nữa là dò ý bên kia xem quan tử giao vô thức sờ vết cào còn chưa khỏi hẳn vẻ mặt âm trầm có chút không tình nguyện bây giờ đi luôn à nhưng gì lục có thành kiến với con như thế lần trước còn Bà quan vội kéo tay con gái khuyên, không phải lần trước mẹ nói con rồi à. Đó là nhất thời thôi, chờ con sinh được một thằng nhóc mập mập là giải quyết được hết. Bây giờ con tạm thời nhẫn nhịn chút, cho dù nhan như ý ra sao thì lúc này chúng ta cũng phải tỏ thái độ. Con nhất định phải để bà ta tin rằng con chỉ là vô ý, con cũng rất áy náy vì chuyện này. Tuyệt đối không thể để bà ta cảm thấy con cố ý muốn hại tiểu bảo dù chỉ là một chút xíu. Quan thủy cũng gật gật đầu, mẹ con nói có lý, tử giao, đi thôi, không nhịn được việc nhỏ thì việc lớn sẽ chẳng nên cơm cháo gì. Hết, lúc này, quan trí thần đột nhiên lao từ trong nhà ra, cháu cũng đi, cháu cũng đi. Thằng câm niếc kia biến thành kẻ đần rồi à, cháu muốn xem xem, đừng làm loạn, cháu đi theo làm gì, đừng có kích thích người ta nữa. chương 1719, người con dâu này, tôi thừa nhận. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com Bệnh viện Đế Đô, cửa thang máy mở ra, Mẹ con quan tử giao vừa bước ra khỏi thang máy liền thấy một người đang đứng cuối hành lang lau nước mắt, đó chính là nhan như ý. Chị Lục, chị không sao chứ, bà quan vội vàng tỏ vẻ ân cần bước lên an ủi. Quan tử giao không dám lại gần quá, đứng nép sau lưng mẹ mình ấy náy nói, gì, tiểu bảo sao rồi ạ? À? Nhan như ý vội vàng lau nước mắt, khôi phục vẻ mặt bình thường nhìn hai người rồi trả lời, tiểu bảo đã tỉnh, may không bị thương gì, chỉ là hơi hoảng sợ. Lúc này nhan như ý đã hoàn toàn khác với hình ảnh bà bán cá tối qua, trở lại vẻ cao quý yêu nhã vốn có của mình. Hai mẹ con quan tử giao liếc mắt nhìn nhau, hoảng sợ à. Quả nhiên, chỉ cần người không sao là tốt rồi, người không sao là tốt rồi. Khuôn mặt bà quan tràn đầy vẻ may mắn, vỗ ngực rồi kéo quan tử giao xin lỗi, chị Lục, chuyện lần này thật có lỗi quá, chị và anh trách cũng đúng. Tử giao rất buồn vì chuyện này, trở về vẫn luôn tự trách, cơm ăn không vào, còn chưa uống lấy hớp nước nào nhìn dáng vẻ tiều tụy và sắc mặt tái nhợt của quan tử giao nhan như ý thở dài một cái rồi nói người nên nói xin lỗi là tôi tối qua tôi kích động quá tử giao gì xin lỗi cháu còn đau không thấy nhan như ý đổi thái độ mắt quan tử giao lập tức hơi sáng lên gì cháu không sao chỉ cần gì tha thứ cho cháu muốn cháu làm gì cũng được cháu có thể giúp gì chăm sóc cho tiểu bảo nhan như ý nhã nhận từ chối cháu có tấm lòng này là gì cảm ơn lắm rồi nhưng không cần đâu bên cạnh tiểu bảo đã có người chăm sóc rồi nghe thấy thái độ né tránh của nhan như ý mẹ con nhà họ quan lại càng chắc chắn nhưng gì mà quan tử hào nghe ngóng được là đúng bà quan lại trấn an nhan như ý thêm mấy câu thấy thái độ của nhan như ý hòa hoãn thì thứ cơ hỏi dò chị dâu tục ngữ nói đại nạn không chết ắt có phúc bây giờ công ty không sao tiểu bảo cũng được cứu rồi sau này chắc chắn sẽ khổ tận cam lai nhưng xảy ra nhiều chuyện như thế thì vẫn có chút xui cần một việc vui sông nhà mới được chị thấy sao nhàn như ý nghe vậy thì nét mặt liền thay đổi lập tức hiểu được ý của bà ta lúc đầu nhàn như ý vẫn còn đang nghĩ sau này sẽ tìm cơ hội thích hợp để nói chuyện này nhưng bà ta đã mở miệng thì bà cũng không muốn kéo dài nữa vì thế nhàn như ý hơi suy nghĩ một chút xong liền nhìn bà quan nói em quan này chuyện này sở dĩ chị không trách tử giao là vì trung quy tử giao cũng chẳng phải thân thích chị không có tư cách yêu cầu nó làm bất cứ chuyện gì vì tiểu bảo nhà chị tình hình lúc đó nếu tử giao làm gì thì rất có thể sẽ bị liên lụy, vì thế chị cũng không trách nó. Nghe thấy lời này của nhan như ý có vẻ như là muốn phủi sạch quan hệ, sắc mặt của bà quan lập tức thay đổi, quan tử giao cũng cau mày. Nhan như ý nhìn hai người, lại nói tiếp mà ninh tịch. Có thể nói, lần này, mạng tiểu bảo nhà chị là do con bé cứu về, là con bé dùng mạng mình để đổi lại. Nhan như ý nói mà vành mắt lại hơi chua xót, lúc sau mới từ từ nói tiếp, làm người phải giữ lấy lương tâm, nếu như đến nước này mà chỉ còn nghi ngờ con bé, ngăn cản con bé và đình kiêu ở bên nhau thì cũng quá khiến lòng người rét lạnh. Trong lúc mặt bà quan và quan tử giao đang biến sắc, nhan như. Cũng chốt một câu, vì thế bất kể con bé ra sao, có tỉnh lại hay không thì người con dâu này, chị cũng thừa nhận rồi.